À, hôm nay mình làm một cái boa của quan điều hòa Na. Boa này anh em báo là bị báo lỗi F93 anh em ạ. F93 thì liên quan phần motor máy nén. Trong khi đó anh em lại cầm cho mình mỗi cái mạch cục nóng không. Thì bây giờ mình test trực tiếp vậy thôi. Mình sẽ test trực tiếp trên cục nóng này xem là nó chạy không. Thì cái con này sử dụng quạt chạy bằng tụ anh em ạ, thì có thể là test trực tiếp được. Mình sẽ đấu thay bằng bóng đèn thôi và cấp nguồn cho nó xem là cái này boa na này thì anh em chỉ cần test nó chạy được lốc là ok. F93 đây, mình sẽ để tạm như này nhé. Trên con boa này nó có cái giắc cắm TH2 THZ rồi. Rắc này anh em có thể kẹp vào đây để phát điện ra là nó chạy không nhé. Bây giờ mình sẽ test thử luôn. Đây là rắc quạt này, còn đây là ba ba bóng đèn nhé. Ba bóng đèn này nó sẽ chạy cho lốc. Thường thường là test này là nó sẽ chạy quạt và lốc luôn nhé, không cần được mạch mạch hiển thị. Anh em mà xem là kết nối đúng chưa. Đúng rồi, là sẽ tiến hành cắm vào nhé. Và vấn đề nữa, ok. Vậy là không chậm chạp gì nhé. Bây giờ mình sẽ cắm test xem nào. Anh em cắm điện vào này. Anh em để ý quạt nhé. Đây, phát lên đây rồi anh em dễ nhìn này. Đây. Có đà. Cái cam này nó hơi tối. Đây. Mình sẽ cắm điện vào. Đo xem đây đã có điện chưa. Anh em đo cái jack này có 5V rồi, đã có 5V ở cái jack này rồi thì anh em cắm cái chập à, chập cái jack này lại bằng cái dùng cái kẹp cũng được hay cái gì cũng được tùy anh em. Đấy, như vậy là điện quạt đã quay và chờ lốc nó chạy không nhé. Nếu mà lốc không chạy thì anh em kiểm tra cái đường lốc thôi. Đây, bỏ đây ra để nhìn này. Thường thường là test như này là lốc nó chạy ngay anh em ạ. Hiện tại là chưa thấy lốc chạy. Anh em cầm một cái vỉ này xuống năm là khóa không test lỗi được cho anh em. Giờ chỉ sửa cho nó chạy được lốc thôi. Còn là lỗi hay gì hay là tín hiệu kệ anh em luôn. Thì mình chỉ biết là sửa cái lỗi không chạy lốc thôi. Đấy, như vậy là lốc không chạy anh em nhé. Và đèn đã ngắt rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra công suất thôi. Đường này không không chạy thì liên quan công đây rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ hết ra nhé. Giờ phải tháo hết mạch ra cơ. Đẹp, một con điều hòa rất là lắm dây anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tháo cái mạch ra khỏi cái cục nhựa này nhé, để kiểm tra xem là nó có bị hỏng mạch không, à hỏng công suất không nhé. Mình sẽ tháo luôn cái miếng tản nhiệt này ra để xem công suất anh em nhé. Dòng này nó hay chết công suất lắm anh em ạ, chết công suất là chết cả khiển luôn đấy. Đời này là nó hay bị như vậy. Hiện tại là mình chưa thấy chập cháy gì ở trên thân. Ồ, công suất nhìn thân đẹp lắm anh em ạ. Đường trở ở đây thì vẫn ok. Con này nó sẽ liên quan đường hồi tiếp. Đấy, con trở này. Con trở này có vấn đề rồi anh em ơi. Chắc con trai rồi.
Mình sẽ phải đo được khiến đi trước nhé. Bây giờ mình sẽ nhổ công suất này ra để thay con công suất khác nhé. Anh em này, mình đã nhổ ra nhé. Con công suất này là STK 621104C nhé. Thì anh em có thể thay thế con công suất này bằng con công suất 141A cũng được. Đây là bên mình cũng có con công suất này nhé. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ. Đây. Anh em có thể là thay bằng con công suất là STK 621141A. Đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thay con này vào. Anh em nào mà có nhu cầu mua công suất này thì liên hệ nhé. Bây giờ mình sẽ thay con này vào để thử xem nó có chạy không nhé. Như vậy là mình đã thay xong công suất anh em nhé. Đây, công suất của máy này. 140C này. Con đường mạch này rất là kém anh em ạ. Nổ ra toàn bị bong. Công suất mới nhé. Bây giờ mình sẽ cắm điện test này. Lốc chạy là ok nhé. Anh em thấy ba bóng này. Cái này là bóng quạt mình sẽ để riêng đây nhé. Cái này thì thay công suất. Ok, tài chưa chạy nhé. Mình sẽ cắm rammer vào đây. Rồi, vậy là quạt đã chạy nhé. Một lúc là lốc nó chạy là ok. Mình test bằng bóng đèn anh em ạ. Hiện tại là con này mình cũng không có lốc nhé. Đây, mình sẽ để bóng đèn đây nhìn cho anh em cho dễ. Mình sẽ tắt điện đi cho anh em dễ nhìn nhé. Và ta quay này. Đây. Như vậy là ba pha đã đảo này. Đó, ba pha lốc đã chạy nhé. Như vậy là F93 này chỉ liên quan phần lốc. Công suất, chứ công suất nha anh em nhé. Như vậy là con này đã ok. Lỗi F93. Anh em nào mà đang gặp lỗi F93 này thì có thể là phịch luôn công suất, vì là anh em nếu mà để ý là những con đường chở trên này mà nó không bị chết thì anh em phịch công suất là xong, còn nếu mà chết rồi thì nó cũng liên quan đến công suất anh em ạ. Nếu mà chết rồi thì anh em sẽ đo, nếu mà khiển nó ok thì anh em thay công suất là được, còn nếu mà nó chết là thường hay đánh vào IC này. Thì video test con vì cục nóng Natuna. Con này rất là đơn giản anh em ạ. Đây. Đã ra không có cái gì mà đằng sau cũng rất đơn giản luôn. Lỗi F93 nhé. Thay công suất là ăn luôn nhé. Video này mình xin dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm.